Oppo Find 5 Pro, một cái điện thoại thời điểm đầu mới về Việt Nam giá rất là cao, rơi vào tầm khoảng 33 triệu đồng. Tuy nhiên là bây giờ giá của nó đã giảm khoảng gần một nửa rồi. Mình có tham khảo tại website của Cellphonet thì bây giờ Oppo Find 5 Pro cũng chỉ có mức giá là tầm khoảng 17 triệu rưỡi mà thôi. Đấy, với mức giá như này chúng ta đã có thể mua được phiên bản bộ như trong 256 gb rồi đấy. Và nếu mà so với cả iPhone 14 đi thì thậm chí là nó còn rẻ hơn cả iPhone 14 phiên bản bộ nhớ trong 256 GB rất là nhiều và nó chỉ đắt hơn cái phiên bản iPhone 14 128 GB có 1 triệu thôi. Nếu mà cái Find 5 Pro này thì mình cũng đã từng sử dụng nó rồi, mình cũng đã là người mua nó về để sử dụng và mình nghĩ là cái điểm khiến cho mình lăn tăn nhất ở cái dòng này đấy là con chip của nó thôi. Đấy phải thẳng thắn thừa nhận với nhau là con chip của Oppo Find X5 Pro nó là con chip nóng, là con chip Snapdragon 8 Gen 1 Còn bỏ qua cái yếu tố đó thì con này rất ngon về tất cả mọi thứ khác Ví dụ như là hộp phụ kiện thì vô cùng đầy đủ sạc thì là sạc 80W rồi đấy, Mặt lưng thì thậm chí là mặt lưng gốm luôn như các bạn nhé Mặt lưng gốm luôn, kháng nước kháng bụi IP68 Màn hình là 2K, tần số quét là 120Hz RAM ROM thì các bạn đã thấy rồi đấy Rất là thoải mái luôn 12, năm Rồi camera cũng cực kỳ đa dụng luôn Camera chính này, camera tele này, góc siêu rộng từ đầy đủ hết Và camera Oppo thì vô cùng nịnh mắt Đấy, pin 5000 sạc uh, 80W thì 50% pin là chỉ mất có 12 phút là đã sạc được 50% pin rồi Đấy, Loa kép các thứ đầy đủ luôn Và trong cái quá trình mà mình sử dụng con này thì mình cảm thấy là nó không bị lỗi chậm thông báo như là là, là con 5X3 Pro đâu 5X3 Pro của mình thì có bị nhưng mà 5X5 Pro thì không bị nhá Nếu mà so với iPhone 14 ấy thì cá nhân mình mình đánh giá là nó sẽ có chất liệu nó ngon hơn hẳn luôn này Thiết kế cũng đẹp hơn rồi là màn hình cũng đẹp hơn so với cả iPhone 14 hiệu năng thì con chip là là nóng rồi và không thể bằng iPhone 14 về chip nhưng mà bộ nhớ trong thì gấp đôi này đấy, hay như là camera là chắc chắn là ngon hơn iPhone 14 và định mắt hơn iPhone 14 đấy đặc biệt là khoản chụp ảnh xóa phông với cả zoom xa là hơn hẳn luôn đấy. và tổng hòa pin sạc là mình đánh giá là cũng nhìn hơn so với cả iPhone uh, 14 nói chung là pro là, là là nếu mà bạn bỏ qua con chip thì thực sự đây sẽ là một cái món hời dành cho chúng ta còn nếu mà bạn nào mà quá lăn tăn về vấn đề con chip thì thôi bỏ qua nó luôn nhé và hãy đến với những câu hỏi chi tiết trong số tư vấn điện thoại ngày hôm nay của chúng ta và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube dương dê câu hỏi đầu tiên các bạn hỏi là có nên thay pin dung lượng cao hãng nội địa chung có an toàn hay không à, anh nghe nói là hàng nội địa chung tốt thế thì đối với cả cá nhân mình mình thấy là là làm đầu tiên ý là về công nghệ pin đi thì nếu mà Trung Quốc là số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1 cả Đấy, Bởi vì các bạn thấy là là công nghệ pin không chỉ riêng gì cho pin cho điện thoại đâu Mà pin cho xe ô tô điện bây giờ là Trung Quốc là cũng là hàng đầu thế giới rồi Và mình cũng nói thẳng thắn luôn, cái này phải thẳng thắn với nhau Đấy là nếu mà khi nào mà mình biết là cái viên pin này mà từ một cái hãng nổi tiếng của Trung Quốc chẳng hạn Họ sản xuất thì yên tâm tuyệt đối luôn Và mình còn thích cái điều đấy Đây là luôn nói luôn là thích luôn đấy nhá Bởi vì là, là, là Trung Quốc bây giờ có những cái thứ mà họ đã phát triển nó nó quá xa rồi Đấy, chứ không phải là như ngày xưa cứ nghĩ đến Trung Quốc là nghĩ đến đồ đều rồi các thứ đâu Và khi nào mà các bạn đi du lịch Trung Quốc các bạn sẽ thấy là Cái hệ thống đường sắt cao tốc của họ bây giờ cũng là số một thế giới rồi Đấy Nên là với những điều này thì mình thấy là hoàn toàn yên tâm không vấn đề gì cả Và mình cũng đã thay một cái viên pin dung lượng cao cho cái iPhone 7 của mình dùng Và đến ngày hôm nay không vấn đề gì cả Hoặc ít nhất là nó chưa bị vấn đề gì Đấy Nó sử dụng rất là ổn, rất là ngon luôn và mình cảm thấy cực kỳ hài lòng đối với cả những cái gì mà mình đang dùng. Còn tất nhiên mình cũng sẽ không nói thẳng tên hãng ở đây, không nhiều khi nghe là quảng cáo. Còn nếu mà các bạn mà tìm được cái hàng nội địa chung nào mà tốt về pin, có thương hiệu uy tín thì cứ thay, cứ yên tâm. Đấy. Đấy, chứ bình thường có thể là những cái thứ khác mà chúng ta có bảo là không yên tâm, bảo là bây giờ mà hoa quả, nó thật luôn là mình không yên tâm. Thực phẩm tùy từng cái có những cái không yên tâm. Đấy. hay như là những cái mặt hàng hàng fake chẳng phía cái thứ là chắc chắn là là không thể nào yên tâm được rồi. Nhưng mà bảo là hàng mà lại là hàng nội địa chung thì yên tâm tuyệt đối. Họ còn bán cho cả tỷ dân của họ mà trả sao nữa là mình lo cái gì đúng không nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn comment. À có bạn comment vào vào cái video mà mình 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 uh, nói rằng là CellphoneS họ có cái chương trình là uh, thu cũ 2G để đổi sang 4G và họ trợ giá đấy. Thế thì có bạn comment ở đây đấy là uh, thử hỏi các ông các bà 80 tuổi, 85 tuổi, 90 tuổi xem là họ có cần điện thoại 4G hay không rồi thế thì cũng có bạn rất là nhiều bạn uh, comment vào đây có bạn thì bảo là uh, 80 tuổi là chắc không dùng nổi điện thoại rồi có bạn thì bảo là bà nội tôi hơn 80 vẫn dùng điện thoại chứ có gì đâu đấy thế này thì cũng tâm sự với cả các bạn luôn đấy là um, đấy là với các cụ ông cụ bà ấy mà nhiều tuổi như này thì tùy người nhá có cụ ông cụ bà vẫn có thể dùng được đấy nó đâu xa ví dụ như là um, ở quê mình ấy có 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 cụ ông là mình vẫn có thể sử dụng điện thoại để mà gọi điện video call về cho cụ ông được đấy hay là cụ bà cũng có thể sử dụng điện thoại smartphone đấy nhá để mà gọi điện video call cho con cháu được đấy nhưng mà có những cụ ông cụ bà thì lại không biết sử dụng điện thoại 4G thì cái này là tùy từng người thôi nhưng mà mình thì nghĩ là như này đấy là nếu mà chúng ta có điều kiện và chúng ta có cả thời gian nữa để mà hướng dẫn các cụ sử dụng ấy thì theo mình là nên mình cũng nói luôn đấy là nếu mà uh, bây giờ mà 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 mình uh, còn ông bà đi thì mình thậm chí là không những là 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 tặng điện thoại uh, cho ông bà là điện thoại 4G đâu mà lúc đấy mình sẽ ưu tiên mình mua hẳn một cái máy tính bảng luôn. Đấy để cho ông bà có thể đọc báo. Đấy ngày xưa cứ nghĩ đến việc là uh, những người ở thành phố về quê là người ta hay mang về những cái tập báo cũ uh, thậm chí là những cái báo mà cách đây tầm khoảng một vài tháng rồi về ông mình vẫn cứ đọc bình thường. Đấy nhưng mà bây giờ nếu mà nếu mà ông oh, nếu mà ông mình còn sống thì chắc chắn là mình sẽ mua cho ông mình hẳn ipad luôn hoặc là những cái sản phẩm đồ công nghệ màn hình lớn để ông mình có thể đọc báo đọc ngay lập tức chứ không chứ không cần phải đọc những cái cái báo cũ nữa đấy thì mình nghĩ là nếu mà bạn nào mà vẫn còn ông bà thì theo mình là 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 cứ nên hỏi ông bà xem xem là ông bà có thích hay không đúng không nào nếu mà có cơ hội để mà báo đáp cho ông bà thì mình nghĩ là đấy là điều tốt đấy chứ tội gì đúng không nào rồi Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, có bạn hỏi là Chào anh Dương, em là học sinh sinh viên muốn mua điện thoại Samsung với nhu cầu là quay phim, chụp ảnh, dung lượng tốt, học tập và chơi game cấu hình ổn. Em đang phân vân giữa M34 giá 6 triệu và A54 giá 8 triệu. À, cho em hỏi là có đáng bỏ ra 2 triệu để nâng cấp hay không? Với lại nếu em chọn A54 thì so sánh A54 và A55 thì có đáng bỏ thêm một triệu hay không bởi vì tiền tranh ra em có thể dành để mua thêm phụ kiện đi kèm để mà sử dụng ví dụ như là loa hay tai nghe sạc dự phòng rồi thế thì mình thấy là như sau này đầu tiên ý, là giữa cái M34 với cả A54 thì rõ ràng là cái M34 nó sẽ hơn về pin rồi bởi vì nó là dòng M mà đấy nhưng mà những cái thứ mà nó kém so với A54 là gì đấy là nó không có kháng nước kháng bụi đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là con chip của nó sẽ không bằng nữa nhá Exynos 1280 là sẽ không bằng Exynos 1380 đấy là cái điểm thứ hai cái điểm thứ ba là cái camera góc rộng của nó nó kém hơn một chút xíu nó không có lo ngoài nó là ra kép còn lại thì pin thì nó hơn và sạc thì nó cũng xem xem với nhau thôi nhưng mà vấn đề đây là gì đấy là lệch nhau 2 triệu như thế thì, thì thì, chắc là mình sẽ không ưu tiên mình lên a 54 đâu tại vì chính vì cái câu mà bạn hỏi về con a 55 mươi con a 55 nó mới hơn con a 54 nhiều đấy là a 55 bây giờ là nó đã có cái khung viền nó đã là khung viền nhôm rồi và nhìn thiết kế của nó nó sang hơn hẳn luôn màn hình của a 55 cũng có kích thước lớn hơn so với a 54 kính cường lực bây giờ cũng là xịn sò hơn rồi là con chip là tốt hơn và theo mình thì nếu mà đã cố lên rồi thì với cái khoảng tiền tranh lệch khoảng 1 triệu giữa A54 và A55 ấy thì, 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 cá nhân mình đánh giá là nên lên Galaxy A55 hơn đấy còn con A54 kia nó bị một vấn đề đấy là nó kẹp giữa hai con đấy nên thành ra là là nó sẽ hơi khó đáng mua một tí nghĩa là chốt lại là gì tiết kiệm tiền hẳn thì mua cho mình con M34 còn nếu mà đã cố lên thì mua hẳn A55 chứ không mua A54 nữa ạ. rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo các bạn hỏi là chú ơi 7 triệu thì mua được iPhone gì và ngoài iPhone ra thì nên mua máy gì năm sau cháu lên lớp 12 và dùng là máy chính chúc chú nhiều sức khỏe Đấy, thế thì có bạn thì tư vấn ở đây là 12 mini có bạn bảo bảo iPhone 11 12 mini 12 hàng xước nhiều hoặc pin 85 Android thì quất GT Neo 5 cá nhân mình mình thấy như thế này, này đấy là nếu mà bạn mua một cái máy làm máy chính duy nhất ý, thì không nên mua 12 mini bởi vì nó khá là bé, giải trí chín hơi đau mắt với cả nó pin hơi yếu, pin rất yếu ấy chứ không phải hơi yếu đâu. Chỉ có trừ khi nhá bạn mua về làm làm máy phụ thì rõ ràng là 12 mini nếu mà bảo là so với cả iPhone 11 hay là 10s max ở trong cái tầm giá thì rõ ràng là mình thấy là iPhone 12 mini nó hơn đấy. Nhưng mà với điều kiện là các bạn mua về làm cái máy thứ hai, cho là mua về làm máy chính mà lại mà lại sử dụng uh, uh, sử dụng cho cho cái năm lớp 12 thì mình nghĩ là không nên đâu. Đấy và với 7 triệu thì cá nhân mình đánh giá là bạn nên ưu tiên mua những chiếc Android hơn mà lại là Android thì bạn có thể mua được mới tinh rồi 7 triệu này là đã có thể mua được con Redmi Turbo 3 rồi đấy hoặc là thừa tiền để mua con Realme GT Neo 6 e rồi hai con này thì mình đã làm quá chi tiết ở trên kênh YouTube của mình rồi uh, nó đều có hộp phụ kiện đầy đủ sạc rất nhanh màn hình đẹp hiệu năng cao luôn nhá bộ như trong thoải mái camera đủ đa dụng có la kép có vân tay bên trong màn hình các kiểu luôn và mình nghĩ là nếu mà so về mặt trải nghiệm giải trí so với cả iPhone 12 mini hoặc là so với cả iPhone 12, iPhone 11 thì hơn hẳn luôn. Đấy các bạn có thể cân nhắc. Mà lại là hàng mới tinh luôn nhé. Rồi, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Có bạn hỏi là Chào Dương Dê, chúc kênh luôn phát triển và thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cho mình hỏi, mình có tuổi rồi, luôn làm việc ngoài trời mưa nắng rất nhiều, chủ yếu uh, uh, chụp quay video nhiều mà không cần chơi game, cần một chiếc điện thoại màn hình đẹp, độ phân giải cao để giải trí, độ sáng trên 1000 nit, có LTPO thì càng tốt, có ip 68 để làm việc ngoài trời camera uh, có chống rung tài chính khoảng 6 đến 7 triệu nội địa cũng được dương Dê cho hỏi là oppo find x ba pro cũ có thể dùng được vài ba năm nữa hay không cảm ơn kênh mang lại kiến thức rất nhiều cảm ơn bạn thế thì um, cá nhân mình nghĩ là oppo find x ba pro vẫn dùng được nhưng vấn đề ở đây là gì đấy là um, giống như ở đầu video mình đã nói đấy con find x ba pro ngày xưa mình dùng nó bị một cái lỗi rất là lớn đây là lỗi chậm thông báo và nó khiến mình cảm thấy khó chịu luôn nhưng mà khi mà mình đổi sang con find 5 pro thì nó không xảy ra cái điều này nữa đấy thì bạn cũng cần phải cân nhắc cái điều đấy và 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 cá nhân mình ấy thì mình nghĩ là um, nếu mà bạn không quá quan trọng về cái việc là kháng nước kháng bụi IP68 ấy, thì mình thấy con Neo 6SE với IP65 là cũng tương đối nhá, tương đối đủ cho bạn có thể dùng ở ngoài trời nếu mà có cơn mưa xảy ra, bất chợt thì cũng không vấn đề gì đâu. Đấy, và con đấy thì mình nghĩ là nó đáp ứng được gần như tất cả những nhu cầu của bạn. Bạn có thể sử dụng được lâu dài, quay chụp ảnh cũng đủ đẹp đấy, màn hình độ sáng cũng cao và màn hình thậm chí là 1.5K luôn pin thì cỡ tầm khoảng năm nghìn và sạc và sạc trăm w luôn mình nghĩ là, là là với những điều đó thì thì nên ưu tiên mua con đấy hơn thay vì con file x pro đấy, đấy, là cá nhân mình đánh giá là như vậy rồi và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của dương dê còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bye bye